Quyển 59, thứ ba có tầm có tứ địa, thứ tư không tầm chỉ có tứ địa, thứ năm không tầm không tứ địa, phần 2. Hỏi trong 10 phiền não tham, thì bao nhiêu năng phát nghiệp, bao nhiêu chẳng năng phát nghiệp? Đáp, tất cả đều năng phát nghiệp. Nếu các phiền não mãnh loại hiện hành thì năng phát khởi nghiệp dẫn đến các đường ác. Không do thất niệm hiện hành mà năng dẫn được, lại phân biệt khởi mới năng phát nghiệp đây. Chẳng phải do niệm vận khởi mà năng phát được. Hỏi các phiền não có bao nhiêu tướng? Đáp, được có ba tướng: một tự tướng, hai cộng tướng, ba tướng sai biệt. Tự tướng là tướng nhiếp thuộc tự tánh của mỗi loại như tham sân, cộng tướng các phiền não không có sai biệt, tất cả đều có chung một tướng là không tịch tịnh. Tướng sai biệt lại có hai chủng: một tướng môn sai biệt, hai tướng chuyển sai biệt. Tướng môn sai biệt là kiết phược tùy miên, tùy phiền não chuyển như trong phần bản địa đã thuyết. Tướng chuyển sai biệt vì tùy miên chuyển, vì sở duyên chuyển, vì hiện hành chuyển, vì phẩm sai biệt chuyển, vì lực chuyển, vì không lực chuyển, vì nhân quả chuyển, vì mê hành chuyển. Lại nữa, lược có 18 tướng tùy miên chuyển: một tùy miên theo đuổi cảnh của chính nó, hai tùy miên theo đuổi tha cảnh, ba tùy miên bị tổn, bốn tùy miên không bị tổn, năm tùy miên tăng trưởng, sáu tùy miên không tăng trưởng, bảy tùy miên đủ phần, tám tùy miên không đủ phần, chín tùy miên có thể hại, 10 tùy miên không có thể hại, 11 tùy miên tăng thượng, 12 tùy miên bình đẳng, 13 tùy miên hạ liệt, 14 tùy miên gặp gỡ, 15 tùy miên không gặp gỡ, 16 tùy miên năng sanh nhiều khổ, 17 tùy miên năng sanh ít khổ, 18 tùy miên không năng sanh khổ. Tùy miên theo đuổi cảnh của chính nó là tùy miên nhiếp thuộc tự địa trong ba cõi. Tùy miên theo đuổi tha cảnh là tùy miên do phiền não phẩm hạ đuổi theo lúc sanh ở địa trên, và tùy miên do phiền não phẩm thượng đuổi theo lúc sanh địa dưới. Tùy miên bị tổn là tùy miên của thế gian ly dục ở địa dưới. Tùy miên không bị tổn là tùy miên của người đã ly dục hoặc chưa ly dục của tự địa. Tùy miên tùy tăng trưởng là tùy miên của tự địa. Tùy miên không tùy tăng trưởng là tùy miên của địa khác. Tùy miên đủ phần là sở hữu tùy miên của các dị sanh. Tùy miên không đủ phần là sở hữu tùy miên của các hữu học, chẳng phải dị sanh. Tùy miên có thể hại là sở hữu tùy miên của Bồ Đạt Già La có pháp Bát Niết Bàn. Tùy miên không có thể hại là sở hữu tùy miên của Bồ Đạt Già La không pháp Bát Niết Bàn. Tùy miên tăng thượng là sở hữu tùy miên của Bồ Đạt Già La tham hành. Tùy miên bình đẳng là sở hữu tùy miên của Bồ Đạt Già La đẳng phần hành. Tùy miên hạ liệt là sở hữu tùy miên của Bồ Đạt Già La mỏng trần hành. Tùy miên gặp gỡ là tùy miên của các quả triền và triền đồng truyền. Tùy miên không gặp gỡ là tùy miên lìa bỏ các triền hàng đuổi theo. Tùy miên năng sanh nhiều khổ là tùy miên của dục giới. Tùy miên năng sanh ít khổ là tùy miên của sắc và vô sắc giới. Tùy miên không năng sanh khổ là sở hữu tùy miên của Bồ Tát được tự tại. Hỏi như thuyết thì thể tánh thô trọng gọi là tùy miên. Vậy thì phiền não phẩm thô trọng đây so với các hành kia là có khác hay không khác? Đáp, phải nói có khác. Vì cớ sao? Ví như bậc A-la-hán thì tất cả phiền não thô trọng thảy đều vĩnh viễn đoạn trừ, mà các hành thô trọng vẫn chưa tuyệt dứt. Hỏi có bao nhiêu thô trọng nhiếp lấy các thô trọng? Đáp, được có 18 chủng: một tự tánh dị thuộc thô trọng, hai tự tánh phiền não thô trọng, ba tự tánh nghiệp thô trọng, bốn nghiệp phiền não chướng thô trọng, năm nghiệp chướng thô trọng, sáu dị thuộc chướng thô trọng, bảy cái thô trọng, 8 tầm tư bất chánh thô trọng, 9 sầu não thô trọng, 10 kinh sợ thô trọng, 11 mệt nhọc thô trọng, 12 ăn uống thô trọng, 13 ngủ mộng thô trọng, 14 dâm dục thô trọng, 15 giới không quân bình thô trọng, 16 thời phần biến đổi thô trọng, 17 chết hoàn toàn thô trọng, 18 biến hành thô trọng. Thô trọng như vậy, như trước nên biết. Lại nữa, sở duyên chuyển là hai hiện hành ở nơi xứ của chính nó sẽ rộng tuyên thuyết. Phẩm sai biệt chuyển như đã thuyết trong phẩm, trong phần uẩn thiện xảo. Lực không lực chuyển như đã thuyết trong phần bản địa. Nhân quả chuyển là nghiệp phiền não và sanh, đều lấy phiền não làm nhân. Quả tùy theo chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Một phần phiền não bất thiện của dục giới có quả dị thục, còn lại không có quả dị thục. Mê hành chuyển có 7 chủng như đã phân tích được nghĩa riêng trong phần bản địa.
Ba kiến là thân kiến, chấp biến kiến và tà kiến, vì ở nơi bốn thánh đế mê hành chuyển, nên ở nơi cảnh sở trì phát khởi tà rõ hành. Một chủng vô minh là chẳng rõ hành, nghi là thuộc rõ, chẳng rõ hành, kiến thủ, giới cấm thủ và tham sân, duyên kiến làm cảnh, kiến sở đoạn, tất cả kia đều là chấp tà rõ hành. Tức tất cả mê khổ đế, mê tập đế, đây chính là mê nhân duyên chỗ nương hành kia. Tức tất cả mê diệt đế, mê đạo đế, đây chính là mê hãi sợ sanh hành kia. Tức tất cả nhậm vận khởi tù đạo sở đoạn, đây chính là nhậm vận hiện hành, mê chấp hành kia. Lại nữa, như trước đã thuyết, tất cả phiền não chướng trị sai khác, chỉ nương tùy nghi dạy dẫn giáo hóa hiện bài tướng thô, kiến lập phiền não, mê chấp tà hành. Vì muốn giáo hóa hữu tình, khiến dễ thông hiểu quá thất của chủng chủng các hành phiền não, này sẽ biện chung về tướng thô tế như thật của tất cả phiền não, nên kiến lập mê chấp các hành sai biệt. Hỏi: các phiền não như vậy có bao nhiêu hữu sự, bao nhiêu vô sự? Đáp: các kiến và mạn là vô sự, vì trong các hành thật không có ngã, mà phân biệt chuyển. Tham khỏe là hữu sự, vô minh và nghi đều thông cả hai chủng. Hỏi: các phiền não đầy bao nhiêu cùng tương ứng với căn lạc, cho đến bao nhiêu cùng tương ứng với căn xả? Đáp: nếu tất cả phiền não đều nhậm vận sanh khởi, thì ở nơi bà thọ đều hiện hành, cho nên thông tất cả thức thân thì cũng tương ứng tất cả căn, không thân tất cả thức, không thông tất cả thức thân thì cũng tương ứng tất cả căn của ý địa. Nếu tất cả phiền não không nhậm vận sanh khởi, thì tùy chỗ thích hợp tương ứng với các căn, này ta sẽ thuyết. Tham hoặc có lúc tương ứng với hỷ lạc, hoặc có lúc tương ứng với yêu khổ, hoặc có lúc tương ứng với xả. Hỏi: như những gì? Đáp: như có người lúc ở nơi thọ lạc khởi yêu thích gặp gỡ, yêu thích không chia lìa, lại hiện tiền đuổi theo, nhưng ở thọ lạc không gặp gỡ, chẳng phải gặp gỡ, hoặc chia lìa, chẳng phải hòa hợp. Hoặc có lúc ở nơi thọ khổ khởi không yêu thích gặp gỡ, hoặc yêu thích chia lìa mà không hiện tiền đuổi theo, nhưng ở nơi thọ khổ hòa hợp gặp gỡ, chẳng phải không hòa hợp gặp gỡ, không chia lìa, chẳng phải chia lìa. Tất cả đây do tham có lúc tương ứng với yêu khổ chính là nhân duyên. Trái với tướng trên, tham có lúc tương ứng với hỷ lạc. Nếu có lúc ở vị không khổ không lạc mà sanh ái trước, nên biết tham đây tương ứng với căn xả. Khỏe và có lúc tương ứng với yêu khổ và có lúc tương ứng với hỷ lạc. Hỏi: như những gì? Đáp: như có người bị sự khổ bức bách thần tâm, nên trong đuổi theo khổ ấy, đang ý nghĩ đến nên phát khởi tâm khỏe hận, hoặc đối với hành động không tốt đẹp của hữu tình, hoặc rời các pháp không tốt đẹp, đang ý nghĩ đến khiến tâm phát khởi khỏe hận, đây do khỏe tương ứng với yêu khổ. Hỏi: những gì là khỏe tương ứng với hỷ lạc? Đáp: như có người đối với kẻ oán hay hữu tình không yêu thích mà khởi tâm khỏe não, đang ý suy nghĩ mong kẻ kia bị chết khổ, chết rồi cũng chẳng được tốt đẹp, không được an vui, nếu có được cũng hoàn mất, nếu sự việc đúng như mong muốn liền sanh vui thích, đây do khỏe tương ứng với hỷ lạc. Thần kiến và chấp biến kiến nếu ở nơi lạc đồng hành uẩn, hoặc quán ngã ngã sở, hoặc quán là thường thì tương ứng căn hỷ. Nếu ở nơi khổ đồng hành uẩn, hoặc quán ngã ngã sở, hoặc quán là thường thì tương ứng với căn yêu. Nếu nơi xả đồng hành uẩn, hoặc quán ngã ngã sở, hoặc quán là thường thì tương ứng với căn xả. Đoạn kiến nhiếp lấy chấp biến kiến, nên biết tất cả trái với tướng thường trên. Kiến thủ giới cấm thủ vì chấp giữ kiến kia, tùy theo chỗ thích hợp có sự tương ứng như kia. Một chủng tà kiến trước tạo tác diệu hạnh thì tương ứng với căn yêu, trước tạo tác ác hạnh thì tương ứng với căn hỷ. Mạn có lúc tương ứng với căn hỷ, có lúc tương ứng với căn yêu. Hỏi: như những gì? Đáp: được có hai mạn, một cao cử mạn, hai tỳ hạ mạn. Lại cao cử mạn có ba chủng. Những gì là ba? Xứng được cao cử, thông giải cao cử và lợi dưỡng cao cử. Cao cử mạn đây tương ứng với căn hỷ, tỳ hạ mạn trái với cao cử mạn nên tương ứng với căn yêu. Nghi: nếu ở nơi các sự việc lợi dưỡng, cung kính xưng khen với các đường thiện đã được quyết chắc nhưng bị người khác dẫn dắt khiến dò dự thì tương ứng với căn yêu. Nếu ở nơi các sự việc không lợi dưỡng, bất kính chê trách của các đường ác đã được quyết chắc như bị người khác dẫn đoạt khiến dò dự thì tương ứng với căn hỷ. Vô minh tương ứng thông cả năm căn. Văn quyết trạch các tương ứng còn lại không hiển nói thêm. Trước đã nói rõ phiền não tương ứng các căn, nhưng chỉ kiến lập đạo lý trong phạm vi tướng thô,
khiến hành giả ban đầu hiểu rõ khổng loạn. Này kiến lập đạo lý trong phạm vi thổ tế, khiến hành giả đã tìm hiểu lâu hiểu rõ thân mình, thân người, có trùng trùng hạnh giải sai biệt chuyển. Lại nữa, các phiền não được có bà tụ, một hệ buộc dục giới, hai hệ buộc sắc giới, ba hệ buộc vô sắc giới. Hỏi bà tụ như vậy có bao nhiêu bất thiện, có bao nhiêu vô ký? Đáp, một phần của tụ đầu là bất thiện, hai tụ còn lại là vô ký, các bất thiện có dị thục, còn lại thì chẳng phải. Hỏi bao nhiêu tánh nhiều, bao nhiêu tánh ít? Đáp, tụ đầu là tánh nhiều, tụ còn lại chẳng như vậy. Như tánh nhiều tánh ít thì tánh mãnh lợi, trường thời nhiễm não, tánh không mãnh lợi, trường thời nhiễm não, tánh phát khởi ngoại môn tạp nhiễm, tánh phát khởi nội môn tạp nhiễm, tánh phát khởi ác hạnh, tánh phát khởi chẳng ác hạnh, tánh năng sanh nhiều khổ, tánh năng sanh ít khổ, tánh có tội lớn, tánh có tội nhỏ, tánh lì dục chậm, tánh lì dục nhanh, tánh hiển phát lì dục, tánh hiển phát không lì dục, tánh trái tướng tạm ma địa, tánh không trái tướng tạm ma địa, tánh sanh chẳng phải một chủng tướng quyết định, tánh sanh một chủng tướng quyết định, nên biết cũng vậy. Trong Ốt Đà Nam nói, nhiều nhiễm não, nội môn, ác hạnh sanh các khổ, có tội ly dục chậm, tam ma địa sanh thải. Lại nữa, do gọi là năng đoạn phiền não, ngàn đầu nói là đã đoạn phiền não, từ cái gì mà nói đoạn phiền não? Đoạn các phiền não là đốn hai tiệm, từ lớp đoạn các phiền não thế nào? Đoạn các phiền não có bao nhiêu chủng? Phiền não đoạn rồi có những tướng gì? Các phiền não đoạn có lợi ích, thù thắng gì? Đó là vì đã tích tập từ đường thiện pháp, vì đã chứng nhập phương tiện địa, vì chứng đắc kiến địa, vì tích tập tổ địa nên năng đoạn phiền não. Bác cứu cánh địa thì nói đã đoạn tất cả phiền não. Lại có cách giải thích khác, do tụ tập bốn chủng dù già nên năng đoạn phiền não. Nếu khéo tụ tập bốn chủng như vậy, phải nói đã đoạn tất cả phiền não. Tướng của bốn chủng dù già như trong phần thành phần địa đã thuyết. Lại có cách giải thích khác, vì tương tục thành thục, vì thuận theo giáo, vì bên trong tránh tác ý, vì đạo đối trị sanh nên năng đoạn phiền não. Lại tu đạo đối trị đã đến rốt ráo, cho nên nói đã đoạn tất cả phiền não. Lại có cách giải thích khác, vì biết rõ sự phiền não, vì biết rõ tự tánh phiền não, vì biết rõ quá hoại của phiền não, vì phiền não đã sanh không trụ chấp trước kiên cố, vì nhập thọ đối trị nên năng đoạn phiền não. Đối trị đã sanh nên nói đã đoạn tất cả phiền não. Lại có cách giải thích khác, vì tu Samatha, vì tu tỷ bát xá na nên năng đoạn phiền não. Nếu đã được giải thoát khỏi các tướng phược, cũng được giải thoát khỏi các thô trọng phược, thì nói đã đoạn tất cả phiền não. Như Thế Tôn nói, chúng sanh bị trói buộc bởi tướng phược và thô trọng phược, khéo xong tu pháp xào mà thà tế bát xá na mới năng giải thoát cả hai phược kia. Lại có cách giải thích khác, vì biết rõ sở duyên, vì hỷ lạc sở duyên nên năng đoạn phiền não, vì sở y đã diệt, vì đã đắc chuyển y, cho nên nói đã đoạn tất cả phiền não. Lại nữa, vì từ tương ương kia và sở duyên mà phiền não được đoạn trừ. Vì cớ sao? Vì đạo đối trị sanh khởi nên phiền não không khởi, đắc pháp vô sanh, cho nên gọi là tương ương đoạn kia. Tương ương đoạn rồi không chuyên cảnh trở lại, cho nên từ sở duyên cũng gọi là đoạn. Lại nữa, phiền não kiến sở đoạn là đốn đoạn, chẳng phải tiệm đoạn. Vì cớ sao? Do hiện quán trí hiện quán đế nên năng đoạn phiền não kiến đạo sở đoạn, nhưng hiện quán đây cũng tương ứng tác ý hoại duyên đế, cho nên ba tâm đốn đoạn phiền não của tất cả phiền não kiến sở đoạn như mê khổ đế. Phiền não tu sở đoạn là tiệm đoạn, vì phải lớp lớp tu đoạn mới năng đoạn trừ. Lại nữa, hằng tại gia phải đoạn trừ sự nghiệp bất thiện và các ác kiến là việc đầu tiên. Hằng xuất gia phải vùi đoạn các chướng ngại, đó là tầm tư dục, tầm tư khỏe và tầm tư hại. Kế phải đoạn tầm bất định chướng ngại tạm mà địa, đó là tầm tư quyến thuộc, tầm tư đất nước và tầm tư bất tử. Đây phải đoạn chướng sở đắc tác ý, đó là vui phẩm xa lìa các thô trọng của thân. Kế phải đoạn phiền não kiến sở đoạn, kế phải đoạn phiền não tu sở đoạn, kế phải đoạn phiền não chướng ngại của phẩm chướng, các định thuộc khổ, thuộc ưu, thuộc lạc, thuộc hỷ và thuộc các xả. Lại nữa, có một loại bộ đặc giả là phải đoạn các chướng của phẩm sở trì chướng, đây là thứ lớp đoạn phiền não. Lại nữa, có nhiều chủng đoạn các phiền não, nói lược có hai: một đoạn các triền, hai đoạn tùy miên. Đoạn các triền, đoạn tham sân cho đến đoạn si, đoạn thân kiến cho đến đoạn tà kiến,
đoạn kiến khổ sở đạo cho đến đoạn tù đạo sở đoạn, đoạn hệ buộc dục giới cho đến đoạn hệ buộc vô sắc giới, đoạn tán loạn, đoạn hiểu ngộ, đoạn yếu liệt, đoạn chế phục, đoạn lìa hệ buộc, nên biết đoạn lìa hệ buộc tức là đoạn tùy miên. Lại nữa, đã đoạn phiền não rồi thì ở nơi pháp khả ái hoặc thấp hèn hoặc thắng diệu hoặc hiện tại tiền hoặc chẳng hiện tại tiền, tùy quán sát mạnh mẽ cũng chẳng sanh khởi nhiễm trước. Như đối với pháp khả ái mà không sanh yêu thích, thì đối với pháp đáng sân cũng không sanh sân, đối với pháp đáng si cũng không sanh si. Lại mắt tùy thấy các sắc, không hỷ không ái, chỉ trụ xả, chánh niệm chánh biết. Như mắt thấy sắc cho đến ý biết pháp cũng vậy, lại tánh ít muốn thành tựu ít muốn chân thật bậc nhất. Như ít muốn thì vùi đủ, xa lìa dũng mãnh tinh tấn, an trụ, chánh niệm, tịch định, thông tuệ cũng vậy. Ở nơi không hí luận, tánh nhậm vận vui thích. Ở nơi hí luận, phải sanh tấn, tâm mới năng duyên tịnh lự. Hết thảy loại như vậy nên biết tướng của phiền não đã đoạn. Lại nữa, các phiền não đã đoạn có nhiều lợi ích thủ thắng. Đó là tùy chứng đắc vượt qua yêu khổ, vượt qua hỷ lạc, vượt qua tường sắc, tường đối ngại và trùng trùng tánh tường. Vượt qua khổ đường ác, vượt qua tất cả chủng khổ sanh, lại chứng an ổn bậc nhất, lại chứng thành lương bậc nhất, lại chứng đắc hiện pháp, lạc trú bậc nhất, hoặc hành hoặc trụ, tùy tự tại mà chuyển, đối với nghĩa tự lợi viên mãn rốt ráo, đối với các sở tác không lại mong cầu. Lại có người vì muốn lợi ích an lạc chúng sanh, ái mẫn thế gian nên tu hạnh lợi tha, khiến các trời người được lợi ích an lạc, nên biết đoạn phiền não như vậy có rất nhiều sự lợi ích thủ thắng. Lại nữa, được có 15 phiền não duyên cảnh. 1. Duyên đầy đủ phần, đó là thân kiến. 2. Duyên một phần, đó là tham sân mạn. 3. Duyên hữu sự, đó là các hữu sự phiền não. 4. Duyên vô sự, đó là các vô sự phiền não. 5. Nội duyên, đó là sở hữu phiền não duyên 6 xứ định bất định địa. 6. Ngoại duyên, đó là sở hữu phiền não duyên 5 dục. 7. Duyên hiện kiến, đó là sở hữu phiền não duyên hiện tại. 8. Duyên không hiện kiến, đó là sở hữu phiền não duyên quá khứ vị lai. 9. Duyên tự loại, đó là sở hữu phiền não duyên tự loại phiền não. 10. Duyên tha loại, đó là sở hữu phiền não duyên loại phiền não khác và duyên sự phiền não. 11. Duyên hữu, đó là sở hữu phiền não duyên hậu hữu. 12. Duyên không hữu, đó là sở hữu phiền não duyên đoạn trừ không có hữu. 13. Duyên tự cảnh, đó là phiền não dục giới duyên với hành dục, phiền não sắc giới duyên với hành sắc và phiền não vô sắc giới duyên với hành vô sắc. 14. Duyên cảnh khác, đó là phiền não sắc giới duyên với hành dục, phiền não vô sắc giới duyên với hành sắc. Lại, phiền não của địa trên duyên với địa dưới. Vì cớ sao? Vì các hữu tình ở địa trên thường hằng lạc tịnh, đủ công đức thù thắng, tự cho là thù thắng hơn so với chốn sanh ở địa dưới. 15. Duyên cảnh không, đó là sở hữu phiền não phân biệt kế chấp, duyên đạo diệt và Phật pháp rộng lớn. Lại nữa, có 20 chủng phiền não hiện hành. Do 20 chủng Bồ Đạc Già La nương 20 duyên nên phát khởi 20 chủng phiền não hiện hành. 20 chủng Bồ Đạc Già La: 1. Tại gia, 2. Xuất gia, 3. Trụ pháp ác thuyết, 4. Trụ pháp thiện thuyết, 5. Hành phiền não tăng thượng, 6. Đọc phần hành, 7. Mỏng trần hành, 8. Đi dục thế gian, 9. Chưa lì dục, 10. Thấy dấu vết thánh, 11. Chưa thấy dấu vết thánh, 12. Chấp trước, 13. Không chấp trước, 14. Quán sát, 15. Thủy niên, 16. Giác ngộ, 17. Anh nhi thiếu niên, 18. Căn thành thục, 19. Pháp bát niết bàn, 20. Không pháp bát niết bàn. 20. Phiền não hiện hành: 1. Tùy theo sở dục triền hiện hành, 2. Không theo sở dục triền hiện hành, 3. Không biết rõ phiền não hiện hành, 4. Biết rõ phiền não hiện hành, 5. Phiền não thô hiện hành, 6. Hết thảy phiền não hiện hành, 7. Phiền não tế hiện hành, 8. Nội môn phiền não hiện hành, 9. Ngoại môn phiền não hiện hành, 10. Thất niệm phiền não hiện hành, 11. Phiền não hiện hành mãnh lợi, 12. Phiền não hiện hành do phần biệt khởi, 13. Phiền não hiện hành do nhậm vận khởi, 14. Phiền não hiện hành do tầm tư, 15. Phiền não hiện hành không tự tại, 16. Phiền não hiện hành tự tại, 17. Phiền não hiện hành không chỗ nương, 18. Phiền não hiện hành có chỗ nương, 19. Phiền não hiện hành có thể cứu trị, 20. Phiền não hiện hành không thể cứu trị. 20. Duyên phiền não hiện hành: 1. Duyên lạc, 2. Duyên khổ, 3. Duyên không khổ không lạc, 4. Duyên dục, 5. Duyên tầm tư, 6. Duyên xúc, 7. Duyên tùy miên, 8. Duyên thói quen huân tập đời trước, 9. Duyên gần gũi bạn ác,
10 duyên nghe pháp bất chánh, 11 duyên tác ý bất chánh, 12 duyên bất tín, 13 duyên giải đãi, 14 duyên thất niệm, 15 duyên tán loạn, 16 duyên ác tuệ, 17 duyên phóng dật, 18 duyên phiền não, 19 duyên trừ lì dục, 20 duyên tánh dị sanh. Vì nương các duyên đây nên phiền não hiện hành. Hỏi: ở mỗi mỗi cõi kia, trong mỗi thần kia kết sanh tương tục, thì nói là tất cả phiền não đều kết sanh khắp cả cõi giới hay không khắp cả cõi giới? Đáp: nên nói là khắp cả, chẳng phải không khắp cả. Vì cớ sao? Nếu người chưa ly dục thì ở nơi mình sắp sanh mới được thọ sanh, chẳng phải ly dục mà được. Lại người chưa ly dục thì sở hữu thô trọng của các phẩm phiền não tùy mỗi mỗi mà cột trói tự thân, cũng năng làm nhân sanh thần khác. Do nhân duyên đầy nên biết tất cả phiền não đều kết sanh tương tục. Lại khi sắp thọ sanh nơi tự thể trên tham ái tam thượng hiện hành, đối với nam đối với nữ hoặc thường hoặc ghét cũng xoay vần hiện hành lẫn nhau, lại nghi hiện hành khởi nghĩ như vậy, đây là nam hay nữ đang cùng ta hành sự. Lại ở nội ngoại ngã, ngã sở kiến và ngã mạn cũng đều hiện hành. Do nhân duyên đầy nên biết tất cả phiền não đều được kết sanh tương tục. Lại nữa, kết sanh tương tục lực có 7 chủng: một truyền và tùy miên kết sanh tương tục, đó là các dị sanh. Hai, chỉ có tùy miên kết sanh tương tục, đó là vị thấy dấu vết thánh. Ba, tránh biết nhập thai kết sanh tương tục, đó là chuyển luân vương. Bốn, tránh biết nhập trụ kết sanh tương tục, đó là các độc giác. Năm, ở tất cả vị không mất chánh niệm kết sanh tương tục, đó là trừ Bồ Tát. 6. Nghiệp dẫn phát kết sanh tương tục, đó là trừ kết sanh tương tục của Bồ Tát. 7. Trí dẫn phát kết sanh tương tục, đó là trừ Bồ Tát. Lại có vô nghĩa kết sanh tương tục, đó là nghiệp dẫn phát kết sanh tương tục. Lại có nghĩa kết sanh tương tục, đó là trí dẫn phát kết sanh tương tục. Như vậy tổng thuyết hoặc có 7 hoặc có 9 kết sanh tương tục. Lại tất cả còn lại thuận theo tiền cú câu trước, hậu cú câu sau và tứ cú bốn câu thảy, như lý quyết trạch nên không hiển nói thêm. Sau Út Đà Nam nói: nghiệp tướng sự lạc thảy, bất thiện thảy và đoạn sở duyên với hiện hành nối sanh là rốt sau. Như vậy đã thuyết quyết trạch phiền não tạp nhiễm, nay ta sẽ thuyết quyết trạch nghiệp tạp nhiễm. Như nghĩa nghiệp tạp nhiễm đã thuyết nên biết nghiệp đây cũng do năm tướng kiến lập sai biệt, đó là nghiệp đạo căn bản nhiếp lấy, nghiệp thần ngữ ý và các nghiệp do về sau phát khởi phương tiện nhiếp lấy. Như trước đã thuyết thì nghiệp đạo bất thiện gọi là nghiệp đạo căn bản nhiếp lấy nghiệp thần ngữ ý bất thiện, kiến lập tự tướng nghiệp đạo bất thiện. Như so sánh đó là tâm nhiễm ô khởi vui muốn giết hạ, tức ở chỗ này nghiệp kia hiện hành cho đến được rốt ráo, nên biết gọi chung là tự tướng tất cả nghiệp đạo so sánh. Tâm nhiễm ô tức là tâm có tham và bị tham che lấp, tâm có sân và bị sân che lấp, tâm có si và bị si che lấp. Một, giả sử tâm nhiễm ô mà không khởi vui muốn, tuy ở chỗ này nghiệp kia hiện hành cho đến được chỗ giáo, nhưng nghiệp ác đây không nhiếp thuộc nghiệp đạo viên mãn. Hai, giả sử có tâm nhiễm ô và khởi vui muốn mà tâm điên đảo, giả sử ở sự việc khác nghiệp kia hiện hành cho đến được chỗ giáo, nghiệp đây cũng không nhiếp thuộc nghiệp đạo viên mãn. 3. Giả sử có tâm nhiễm ô và khởi vui muốn, tuy ở chỗ này nhưng nghiệp kia không hiện hành cho đến được rốt ráo, thì cũng không nhiếp thuộc nghiệp đạo viên mãn. 4. Giả sử có tâm nhiễm ô và khởi vui muốn, tức ở chỗ này nghiệp kia hiện hành cho đến rốt ráo đầy đủ tất cả trì, nghiệp đây mới gọi là nhiếp thuộc nghiệp đạo viên mãn. Như lược thuyết tự tướng nghiệp đạo đây, tất cả tự tướng nghiệp đạo bất thiện khác nên tùy theo đó mà quyết rõ. Kiến lập tự tánh sai biệt của nghiệp đạo bất thiện. Nếu rộng kiến lập tự tánh sai biệt của 10 nghiệp đạo ác nên biết do 5 tướng. Những gì là 5? 1. Sự, 2. Tưởng, 3. Vui muốn, 4. Phiền não, 5. Phương tiện rốt ráo. 1. Sự, mỗi mỗi nghiệp đạo chỗ nương của sự việc diễn ra quyết định riêng khác, hoặc thuộc trong số hữu tình mà chẳng phải trong số hữu tình, tùy chỗ thích hợp 10 nghiệp đạo ác nương đó mà chuyển. 2. Tưởng có 4, đó là đối với kia, chẳng phải tưởng kia, chẳng phải đối với kia, tưởng kia, đối với kia, tưởng kia, chẳng phải đối với kia, chẳng phải tưởng kia. 3. Vui muốn, hoặc có tưởng điên đảo, hoặc có tưởng không điên đảo, vui muốn gây tạo. 4. Phiền não, hoặc tham hoặc sân hoặc si, hoặc tham sân hoặc tham si, hoặc sân si, hoặc đầy đủ tất cả tham sân si.
Năm phương tiện vô giáo tức là ở chỗ muốn về tạo nghiệp, tùy khởi phương tiện hoặc ngày lúc bấy giờ hoặc ở về sau mới được vô giáo. Do năm tướng đây trong các nghiệp đạo từ sắc sanh cho đến tà kiến, tùy chỗ thích hợp mà rộng kiến lập đầy đủ tự tánh sai biệt của 10 chủng. Nghiệp đạo sắc sanh lấy chúng sanh thuộc trong số hữu tình làm sự, hoặc kẻ năng giết hại chúng sanh, tức là đối với chúng sanh tác tưởng chúng sanh khởi muốn hại mạng sống. Tưởng đây đối với chúng sanh kia gọi là tưởng không điên đảo, do nương tưởng đây nên khởi tâm như vậy, ta sẽ hại mạng người. Như vậy gọi là vui muốn sát sanh. Kẻ năng hại đây hoặc bị tham che lấp, hoặc bị sân che lấp, hoặc bị si che lấp, hoặc bị hai che lấp, hoặc bị cả ba che lấp khiến khởi tâm tạo tác. Đây gọi là phiền não, kia do tầm nhiễm ô và vui muốn, hoặc do tự mình hoặc do người mà phát khởi phương tiện ra hại chúng sanh, hoặc hại không gián đoạn, kia để mạng chung. Tức khởi phương tiện như vậy, ngày lúc ấy gọi là thành tựu nghiệp đạo rốt ráo, và lúc sau kia mới xả mạng do phương tiện đây. Khi kia mạng chung gọi là thành tựu nghiệp đạo rốt ráo. Nghiệp đạo chẳng cho mà lấy, sự là vật thuộc của người khác, tưởng là đối với kia, tưởng kia, vui muốn là muốn trộm. Phiền não là hoặc đủ hoặc không đủ ba độc. Phương tiện vô giáo đó là khởi phương tiện rời khỏi chỗ ban đầu. Nghiệp đạo hành tà dục, sự là người nữ không được phép hành. Giả sử được hành cũng hành chẳng phải chi, chẳng phải chỗ, chẳng phải lúc, chẳng phải lượng hoặc tất cả nam, và chẳng phải nam không được phép hành. Tưởng là đối với kia, tưởng kia, vui muốn là vui thích hành. Phiền não là hoặc đủ hoặc không đủ ba độc. Phương tiện vô giáo đó là hai bên giao hợp. Nghiệp đạo vọng ngữ, sự là thấy, nghe, hiểu, biết, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hiểu, chẳng biết. Tức là ở nơi sự việc được thấy, tưởng nói trái lại như vậy, như vậy. Vui muốn là tưởng che giấu, vui thích được nói ra. Phiền não là hoặc đủ hoặc không đủ ba độc tham sân si. Phương tiện vô giáo đó là lúc người đối diện và mọi người lãnh thọ hiểu lời nói. Nghiệp đạo nói lời ly gián, sự là các hữu tình hoặc hòa hợp hoặc không hòa hợp. Tưởng là ở hai loại hữu tình kia khởi một tưởng, hoặc khiến không hòa hợp, hoặc khiến chia lìa. Vui muốn là vui thích kia hoặc không hòa hợp hoặc chia lìa. Phiền não là hoặc đủ hoặc chẳng đủ ba độc. Phương tiện vô giáo đó là khi kia tin hiểu lời phá hoại. Nghiệp đạo nói lời thô ác, sự là năng lìa, năng làm tổn não hữu tình. Tưởng là đối với kia, tưởng kia, vui muốn là vui thích nói lời thô, phiền não là hoặc đủ hoặc chẳng đủ ba độc. Phương tiện vô giáo đó là quát tháo chửi mắng kia. Nghiệp đạo ỷ ngữ, sự là năng dẫn phát nghĩa vô ích. Tưởng là đối với kia, tưởng kia, vui muốn là vui thích nói, phiền não là hoặc đủ hoặc chẳng đủ ba độc. Phương tiện vô giáo đó là vừa mới phát lời nói. Nghiệp đạo tham dục, sự là thuộc tài sản người. Tưởng là đối với kia, tưởng kia, vui muốn tức là ái dục. Phiền não là hoặc đủ hoặc chẳng đủ ba độc. Phương tiện vô giáo đó là đối với việc kia nhất quyết phải thuộc về mình. Nghiệp đạo sân khỏe, sự và tưởng như đã thuyết ở nghiệp đạo nói lời thô ác. Vui muốn là muốn tổn hại, phiền não là hoặc đủ hoặc chẳng đủ ba độc. Phương tiện vô giáo đó là tâm nhất định tổn hại. Nghiệp đạo tà kiến, sự là nghĩa thật có, tưởng là ở nơi có tưởng chẳng phải có, vui muốn tức là ái dục. Phiền não là hoặc đủ hoặc chẳng đủ ba độc. Phương tiện vô giáo đó là nhất định phỉ báng. Lại nữa, sát sanh có ba chủng: một có tội tăng trưởng, hai có tội không tăng trưởng, ba không có tội. Nhân duyên sanh tội cũng lược có ba: một phiền não sanh khởi, hai năng sanh khổ, ba mong cầu đầy đủ. Chủng sát sanh ban đầu có đủ ba duyên, chủng kế có hai duyên không có mong cầu đầy đủ, chủng sau cùng chỉ sanh khổ. Lại nữa, do năm tướng kiến lập đầy đủ tự tướng tham dục sân khỏe tà kiến. Năm tướng tham dục: một tâm đắm trước, đó là tâm đắm trước tài bảo của mình; hai có tâm tham lam như vui tích chứa tài bảo vật thực; ba có tâm tham tiền tham ăn, đó là đối với hết thảy tiền của vật thực thuộc về người mà kế chấp cho là tốt đẹp, sanh sầu ưa thích; bốn có tâm mưu kế, đó là nghĩ rằng làm sao những gì thuộc sở hữu của kia sẽ thuộc về ta; năm có tâm che giấu, đó là vì sự che giấu của tham dục triền nên không biết xấu hổ, không thấy lỗi lầm tai họa và không biết lìa bỏ. Nếu đối với tài bảo của mình tâm có đắm trước, tâm khác không hiện, nên biết đây chẳng phải tướng tham dục có ý ác hành,
Như vậy tâm có tám trước, tâm tham lam, tâm khác không hiện cũng chưa đầy đủ tướng của tham dục. Như vậy nói rộng, cho đến các tướng tâm như trên đã thuyết tùy khuyết một chủng, tức là không đầy đủ tướng của tham dục. Nếu nhiếp toàn phần thì gọi là đầy đủ tướng của tham dục. Năm tướng sân khỏe, một có tâm ác tăng trưởng, đó là tùy pháp phân biệt mà năng tổn hại. Hai có tâm không thể kham chịu, đó là không kham nhẫn đối với sự việc bị hại không nhiều ích. Ba tâm oán hận, đó là tùy nhớ nghĩ không như lý đối với sự việc bị hại không nhiều ích. Bốn có tâm mưu tính, đó là đối với hữu tình tác ý như làm sao để lăng biệt, làm sao để giết hại, cho đến nói rộng. Năm tâm che giấu, đó là như trước đã nói. Ở nơi năm tướng tâm đây, tùy quyết một chủng, tức không đầy đủ tướng của sân khỏe. Nếu nhiếp toàn phần gọi là đầy đủ tướng của sân khỏe. Năm tướng tả kiến, một có tâm ngu si, đó là không như thật hiểu biết các sự việc. Hai có tâm bạo ngược, đó là vui làm việc ác. Ba tâm hành trái vượt, đó là không như lý phân biệt các pháp, không cầu học rộng. Bốn tâm hoại mất, đó là kế chấp, không có bố thí, ái dưỡng, tế tự, phỉ báng tất cả diệu hành. Năm tâm che giấu, đó là do sự che giấu của tà kiến truyền, không biết hổ thẹn, không biết lỗi lầm tai họa và không biết xa lìa. Ở nơi năm tướng tâm đầy, tùy khuyết một chủng, tức không đầy đủ tướng của tà kiến, nếu nhất toàn phần gọi là đầy đủ tướng của tà kiến. Lại dùng tay hại chúng sanh gọi là sát sanh, cho đến dùng đá dao gậy để trói buộc, bỏ đói trị phạt, dùng chú dược để nguyền rủa làm hại tất cả chúng sanh đều gọi là sát sanh. Hoặc vì tai lợi mà tổn hại chúng sanh cũng gọi là sát sanh, hoặc sợ bị tổn hại, hoặc trừ oán địch, hoặc cho là vì pháp, cho đến hoặc vì vui chơi mà tổn hại chúng sanh đều gọi là sát sanh, hoặc tự giết hại hoặc bảo người giết hại đều gọi là tội sát. Lại hoặc tài vật của người chẳng cho mà tự cướp lấy gọi là chẳng cho mà lấy. Như vậy ăn cắp của kẻ ăn cắp, đào tường khoét vách, hoặc tấn công, hoặc phục kích để trộm cướp, hoặc mượn nợ mà không hoàn trả, hoặc hành cuống xiềm kiêu trá để lấy, hoặc dùng phương tiện biểu hiện sợ hãi, hoặc hiện oai đức mà lấy các vật kia, hoặc tự trộm cướp hoặc bảo người trộm cướp, tất cả như vậy đều thuộc lại chẳng cho mà lấy. Hoặc tự mình làm, hoặc vì người, hoặc vì sợ hãi, hoặc bị trói buộc giết chết, hoặc bị chế phục, hoặc vì thọ dụng, hoặc vì chờ đợi giúp đỡ, hoặc vì tật đố ganh ghét nên chẳng cho mà lấy. Hết thảy như vậy đều gọi là tội chẳng cho mà lấy. Lại hoặc hành hạnh không được hành gọi là hành tà dục, hoặc hành ở nơi chẳng phải chi, chẳng phải lúc, chẳng phải chỗ, chẳng phải lượng, chẳng phải lý, tất cả thọ dụng như vậy gọi là hành tà dục. Hoặc đối với mẹ, đối với chị đang bảo hộ như kinh đã rộng thuyết gọi là không được hành. Hoặc tất cả nam và chẳng phải nam, thuộc mình thuộc người đều không được hành. Trừ cửa sành đẻ, các phần còn lại đều gọi là chẳng phải chi. Hoặc lúc phần dưới bị uế, lúc thai đã già tháng, lúc cho trẻ bú, lúc thọ trai giới, lúc có bệnh như những bệnh không hợp với hành dục, gọi là chẳng phải lúc. Hoặc những nơi tụ hội đáng tôn trọng, hoặc trong linh miếu, hoặc trước đại chúng, hoặc nơi đất cao thấp rắn chắc, không bằng phẳng, không an ổn. Hết thảy nơi như vậy gọi là chẳng phải chỗ. Hoặc hành quá lượng gọi là chẳng phải lượng. Trong đây tối đa là năm, ngoài ra tất cả đều gọi là quá lượng. Hoặc không theo lễ nghi của thế tục gọi là chẳng phải lý. Hoặc tự hành dục, hoặc làm mai mối kết hợp cho người, cả hai đều nhiếp thuộc hành, thuộc hạnh tả dục. Hoặc vì lập công, hoặc lại trộm cướp mà che giấu, hoặc nhân cuống xiềm phương tiện kiểu lạn, hoặc nhân được người gắm mà hành tà hạnh, như vậy đều gọi là tội hành tà dục. Lại hoặc vì nguyên nhân của mình mà nói vọng ngữ, hoặc nhân người, hoặc nhân kinh sợ, hoặc nhân tài lợi mà nói vọng ngữ, tất cả đều gọi là vọng ngữ. Hoặc không thấy nghe hiểu biết mà nói thấy nghe hiểu biết, hoặc thấy nghe hiểu biết mà nói không thấy nghe hiểu biết, hoặc ghi chép trình bày, hoặc dùng phương tiện biểu lộ nghĩa, hoặc dùng tướng động chỉ phần cơ thể biểu hiện, hoặc làm chứng mà nói, hoặc tự nói, hoặc bảo người nói, tất cả như vậy đều gọi là tội vọng ngữ. Lại hoặc dùng sự thật để hủy chê người, dùng lời nói để gây chia lìa, gọi là lời nói lì gián, hoặc phương tiện dùng lời không thực giả dối, bày đặt nói để tổn hại người, hoặc nương sự gần gũi cấp thí, hoặc nương biết bạn đang cần được giúp đỡ mà bày đặt nói, gọi là lì gián. Hoặc duyên lợi mình, hoặc xuyên tổn người, hoặc do người dạy, hoặc hiện phá đức, hoặc hiện sợ hãi, hoặc vì chia lìa, hoặc tự mình phát lời, hoặc khiến người phát, đều gọi là tội lì gián.
Lại hoặc đối với người phát lời cay độc gọi là lời thô ác, hoặc không ở trước mặt, hoặc đối với trước đại chúng, hoặc biên chép biểu thị, hoặc giả hiện tướng, hoặc nương mình tự nói, hoặc nương người nói, hoặc nhân trạo cử, hoặc nhân không bình tĩnh, hoặc nương chủng tộc quá thất, hoặc nương ý chỉ quá thất, hoặc nương tác nghiệp cấm giới hiện hành quá thất, hoặc tự phát lời cay độc, hoặc khiến người phát lời, tất cả như vậy đều gọi là tội nói lời thô ác. Lại hoặc nương múa hát mà phát cả từ gọi là ỷ ngữ, hoặc nương làm trò, hoặc nương cả hai, hoặc không nương cả hai mà phát ca từ đều gọi là ỷ ngữ. Hoặc năng dẫn thử luận vô nghĩa bên ngoài Phật pháp, đem lòng yêu quý mê đắm gìn giữ khen ngợi, dùng âm thanh lớn đọc tụng lại rộng về người diễn giảng phân biệt đều gọi là ỷ ngữ. Hoặc nương đấu tranh kiện tụng mà phát lời, hoặc ở trong chúng đông vui thích nói bàn việc vua, việc quan, việc giặc, nói rộng cho đến đất nước đều gọi là ỷ ngữ. Hoặc nói lời vọng ngữ, hoặc nói lời ly gián, hoặc nói lời thô ác, thấp cho đến không suy không nghĩ phát lời vô nghĩa đều gọi là ỷ ngữ. Lại nương bảy sự mà phát lời ỷ ngữ: một, đấu tranh kiện tụng mà phát lời; hai, lời chú thuật ác của các bà la môn; ba, lời khổ bức bách; bốn, lời cưỡi cười giỡn trêu ghẹo mùa vui; năm, lời phát ở nơi tạp chúng; sáu, lời cuồng điên; bảy, lời tả mạng. Tất cả như vậy đều gọi là tội ỷ ngữ. Lại đối với gia chủ mà khởi mong muốn như vậy, vì sao ta không cùng với gia chủ lãnh thọ các nô bộc tùy thích mà sai xử họ, đây gọi là tham dục. Lại khởi mong muốn đây, gia chủ kia có cha mẹ vợ con nô tỳ và các người làm, nói rộng cho đến bảy sự nhiếp thọ, mười sự từ thân như ăn uống đều sẽ thuộc sở hữu của ta. Lại khởi mong muốn đây, làm sao để khiến người biết được ta thiểu dục trí túc, dũng mãnh tinh tấn ra để an trụ chánh niệm, tịnh tĩnh thống huệ các lậu tận hẳn thế giới đa văn. Lại khởi mong muốn đây, làm sao khiến người cúng dường cho ta, từ quốc vương cho đến thường chủ, hoặc bí xô, bí xô ni, cận sự nam, cận sự nữ, đều sẽ cùng kính tôn trọng thừa sự cúng dường cho ta. Lại khởi mong muốn đây, làm sao khiến ta sẽ được lợi dưỡng y phục, uống ăn, tọa họa cụ, thuốc trị bệnh và các vật nuôi thân. Lại khởi mong muốn đây, làm sao khiến ta sành lên cõi trời, đủ năm rượu dục, tha hồ du hí. Lại khởi mong muốn đây, làm sao khiến ta hy hữu sanh trong chúng đồng phận, trong thế giới lỗ đạt la, thế giới tỷ sát nô, thế giới người, cho đến khiến ta sẽ sanh trong chúng đồng phận ở cõi trời tha hóa tự tại. Lại khởi mong muốn đây, làm sao khiến ta sẽ có được cha mẹ, vợ con, nô tỳ, nô bộc, bạn hữu, quan khách, thần thích, anh em đồng phạm hạnh, sở hữu tài sản. Tất cả như vậy đều nhất thuộc nghiệp đạo tham dục. Hoặc ta nghĩ như vậy, kìa đối với ta vừa muốn làm điều vô nghĩa thì ta đối với kia phải làm điều vô nghĩa. Đó, đây gọi là sân khỏe. Lại ta nghĩ đây, kìa đối với chỗ ta đã làm, đang làm sẽ làm vô nghĩa. Ta cũng đối với kia phải làm điều vô nghĩa. Đây cũng gọi là sân khỏe. Như vậy rộng thuyết chính sự não hại nên biết cũng vậy. Lại ta nghĩ đây, làm sao ta nào khiến tổn hại oan gia, bạn ác mà ta được tự tại. Kia hoặc bị trói cột hãm hại, đánh đập xua đuổi, hoặc bị hành hạ trừng phạt, hoặc bị tán hào tài sản, hoặc thề thiếp bạn hữu quyến thuộc nhà cửa đều bị đoạt mất. Tâm não hại đây cũng gọi là sơn khỏe. Lại ta nghĩ đây, làm sao khiến oan gia bạn ác năng làm tổn ta gặp phải những sự khổ não như đã thuyết ở trên. Tâm tổn hại đây cũng gọi là sơn khỏe. Lại ta nghĩ đây, nguyện kia tự nhiên thần ngữ ý phát khởi làm như vậy như vậy. Do đây tán mất tiền của bạn hữu quyến thuộc tiếng tầm an vui thọ mạng và các thiện pháp, thì thần hoại mạng chung sẽ đọa trong các đường ác. Tất cả tầm não hại như vậy đều gọi là nghiệp đạo sân khỏe căn bản. Nếu lại ta nghĩ đây, nhất quyết hùng thí, đây gọi là tà kiến nói rộng cho đến hủy báng nhân, hủy báng dụng, hủy báng quả, hoại việc trần thiện. Tất cả như vậy đều gọi là nghiệp đạo tà kiến căn bản. Hỏi, tất cả điên đảo kiến đều gọi là tà kiến, cơ sao Thế Tôn nơi nghiệp đạo như vậy, chỉ thuyết kiến phỉ báng gọi là tà kiến? Đáp, bởi vì tà kiến đây vượt trội hơn cả trong các tà kiến. Vì cớ sao? Do nương tà kiến đây làm ý chỉ khiến sa môn bà la môn đoạn rất thiện căn. Lại tà kiến đây rất thuận với nghiệp ác, kẻ tà kiến tùy ý mà hành các pháp ác. Cho nên khéo thuyết kiến đây thuộc trong nghiệp đạo ác kiềm, nên biết các kiến còn lại không chỉ không tương ứng với tự tướng tà kiến.